Mì này mình cúng hồi nào? Mới cúng hồi nãy. Mới cúng hồi nãy hả? Ừ. Ồ. Cúng mì mà cúng mà sao mà không để mà đũa muỗng gì cho gì? Rồi sao gì sao ông bà ăn được? Cúng mình phải có đũa có muỗng đồ đàng hoàng. Em có muỗng nè. Trời ơi. Cái muỗng lấy từ trong xô này ra đây hả? Ừ. Trời ơi. Ôi. Út sống một mình thấy cái hoàn cảnh cũng rất là tội luôn cả nhà ơi. Coi cái bàn thờ đó nè. Không mà dơ dữ Út ơi. Ồ. Sống một mình Út hiện tại mình năm nay là bao nhiêu rồi cô Út? 50 tuổi rồi. 50 hả? Ừ. Mà sao con nghe hàng xóm nói bà là 60 mấy rồi bà là 50. 60 mấy hả? Ừ. Cô Út cái tâm trí cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại thì tình hình cái này dịch bệnh rất là căng rồi. Thì hôm nay tình cờ phát hiện được một cái người cô có tầm khoảng hơn 60. Thì hơn 60 năm nay thì cô sống chỉ có một mình, rất là neo đơn. Đặc biệt đó là cô nghe nói về cái người đàn ông lạ thì cô không thích. Và nói về người đàn ông thì cô rất là ghét luôn đó. Và những lần mà ai mà đề cập tới người đàn ông này nọ thì cô không thích. Thì câu chuyện thật hư như thế nào thì em sẽ vào đây em gặp một cái cô đó để em chia sẻ cho bà con mình xem trong giải trí trong cái mùa dịch ha. Thì cô này sống neo đơn một mình ở trong cái một cái làng quê. Hiện tại thì dịch Covid nó cũng đang hoành hành rất là dữ dội, cho nên người dân cũng hạn chế ra đường nữa. Để mình tìm cái cô Út để mình chia sẻ cho cả nhà xem nhé. Bảy ơi, Út đâu à Bảy? Ở ngoài sao hè hả? Ở bên nhà ha. Rồi để mình đi ra phía sau á cả nhà. Để mình tìm xem cô Út sống ở trong đây nè. Thì ở đây thì có được là cô Út sống ở phía sau nè. Ở phía trước này là nhà anh của cô Út mà cũng sống một mình luôn á cả nhà. Sống một mình luôn, hai người thì rất là lớn tuổi rồi. Thì hồi nãy là bác Bảy hồi nãy là cũng khoảng 70 gì rồi, tầm gần 70 tuổi hay gì đó. Để mình ra mình tìm xem cô Út đâu mất tiêu rồi. Ủa? Mình đi vào trong nãy mình không có thấy cả nhà. Không thấy Út ở ngoài luôn Bảy. Ở trong nhà ha, sao thấy hàng rào khóa lại. Mà có cái cửa gạo đó hả? Ở dưới cửa thì không thấy nè. Không thấy đôi dép quá luôn. Đây. Út sống một mình ở trong cái căn chòi này nè cả nhà. Giờ này ăn cơm chưa Út? Chưa. Chưa ăn cơm hả? Không gọi rồi. Ăn cơm rồi à. Con vô nhà chơi được không? Được. Rồi coi nè. Và cúng cái gì ở trên đó hả? Cúng mì. Cúng mì hả? À. Mì này mình cúng hồi nào? Mới cúng hồi nãy. Mới cúng hồi nãy hả? Ừ. Ồ. Cúng mì mà cúng mà sao mà không để mà đũa muỗng gì cho gì? Rồi sao gì sao ông bà ăn được? Cúng mình phải có đũa có muỗng đồ đàng hoàng. Em có muỗng nè. Trời ơi. Cái muỗng lấy từ trong xô này ra đây hả? Ừ. Trời ơi. Ôi. Út sống một mình thấy cái hoàn cảnh cũng rất là tội luôn cả nhà ơi. Coi cái bàn thờ đó nè. Không mà dơ dữ Út ơi. Ồ. Sống một mình Út hiện tại mình năm nay là bao nhiêu rồi cô Út? 50 tuổi rồi.
50 hả? Mà sao con nghe hàng xóm nói bà là 60 mấy, bà là 50. 6 mấy hả? Ừ. Cô Út mà cái tâm trí nhiều khi cũng lúc nhớ lúc quên. Có chỗ ngồi không? Có. Rồi có tivi nữa nè. Ừ. Nhà giàu với ta. Nhờ ta cho đó. Trời ơi, ta cho hả? Ừ. Rồi trong này nữa nè. Ôi, nhà Út giàu quá nè. Quá trời nhiều tivi vậy nè. Nhiều tiếng hư. Nhiều tiếng hư. Ừ. Cái này còn hát được không? Hư rồi. Trời ơi. Hư rồi mình để đây làm chi vậy? Để bán về chai. À, để bán về chai. Còn nhiều tiếng này còn hát được không Út? Hư luôn. Hư luôn hả? Ừ. Ôi, ôi có nước tương rồi nè. Con cái này hát được rồi. Ôi, nước tương này là bà con cho hay là Út mua hả? Từ thiện cho á. Ờ, từ thiện hả? Trời ơi coi nè. Cái bàn gì đâu mà nó muốn gãy luôn vậy? Cái bàn kia cũ. Ồ, cái bàn cũ hả? Ừ. Rồi sống trong một cái nhà có khoảng tầm chưa được 10 mét vuông nữa cả nhà ơi. Chắc mình nghĩ chắc cả 10 mét vuông quá. Ở trước thì được cái ban công quá trước à. Ở trong này có vô tiếng nè. Rồi và đang coi vô tiếng hả? Ừ. Ăn cơm chưa, mình ngồi xuống này mình trò chuyện chứ. Tại hôm ngày tình hình dịch Covid này. Đi đâu sợ phạt. Ờ, à, đi đâu mình sợ phạt hả? Ừ. Trời ơi. Đi chợ về không à? Có dám đi chợ luôn? Ừ. Nhà mình đây cách ngoài chợ bao nhiêu cây Út? Ba cây rưỡi hay vậy? À đúng rồi. Đây ra chợ khoảng 3 cây rưỡi số. Mà mình đi lội bộ hay là mình chạy xe? Lội bộ. Lội bộ không à ha? Ừ. Thì hiện tại thì Út sống dưới ai? Chúng nên nè. À mình có gia đình lần nào chưa Út? Chưa. Hồi nhỏ lớn là chưa có gia đình ha? Ừ. Út năm nay hơn 60 rồi mà Út cứ ngỡ là 50 không à. Ăn trước hồi nãy mình có quay là của ông Bác Bảy, đó là ông anh của Út nè. Ông Bác Bảy năm nay cũng khoảng hàng 7 gì rồi. Rồi hôm gài như vậy là có bà con nào mà cho gạo cho tiền gì để mình ăn trong cái mùa dịch này không? Cho gạo không, không có cho tiền. Cho gạo không à ha? Ừ. Ồ. Mình xài như vậy là một tháng là bao nhiêu tiền điện vô? Ai cho điện nhà nước có cho không? 50.000 đó, đóng 50.000 đó. 50.000 tiền điện hả? Ừ. Ồ. Rồi tiền đâu bà đóng mà có đi làm hàng ngày không? Người ta cho cho gạo rồi bán đóng cho tiền. À, ý nghĩa là bà con cho gạo rồi mình bán bớt một số dư. Ừ. Để mình lấy tiền đó mình đóng tiền điện. Ừ, đóng tiền điện. Với mình mua cá đồ ha. Ừ. Ốc mắm đồ ăn. À, mua cá mắm đồ ăn. Út thì không có chồng, nhỏ lớn luôn, sống một mình đó cả nhà. Không có chồng con thì sống ở đây. Mình có bệnh hoạn, có đi bác sĩ gì không Út? Không. Quanh năm rồi mình thấy có trong mình có bệnh hoạn gì không? Không có bệnh hoạn chứ hả? Không. Ồ. Ở đây nè. Ở đây chăng cái căn phòng này mình chừa cái lỗ này làm gì hả? Trời ơi, cuộc dây đồ làm thấy ghê quá hả? Chừa gió đi vô, không mát. À, làm cái cửa sổ ha. Ừ, không có quạt gió để gì cho mát. Ủa gì trong phòng Út không có quạt gió nữa hả? Không. Hèn chi nãy giờ con cũng quên nữa, con không có để ý. Trong phòng không có được cái quạt gió nào hết trơn nè cả nhà. Ừ, hàng chi cái mồ hôi nó đổ quá. Nực quá nực hả? Dạ. Bình thường thì Út mình có, nếu mà không có Covid. Bà chúng mới mần cỏ vườn được. À, cũng có mần cỏ vườn mà mình mần được thường xuyên không hay là lâu lâu mới mần một lần? Lâu lâu mới mần được bữa. Dạ, cũng như một ngày như vậy là mình làm mấy tiếng, rồi thu nhập là được bao nhiêu tiền? Thu nhập được 50.000 bạn. Yeah, là mình mặn từ sáng mình mặn tới mấy giờ mới nghỉ? Tới trận dạng mới nghỉ. Trời ơi, mặn từ sáng tới trận dạng luôn hả? Ừ. Rồi bà có cho cơm mình ăn không? Mình đem cơm ăn.
Nói chung là cốt quả cũng không có được nhanh nhẹn nữa cả nhà, cho nên những cái việc mà rất là ít người mà để mướn á, có nên cái một cái người đó là để mướn Út làm thôi, chứ những người khác là chắc hình như không thấy ai mướn Út á, theo con được biết. Tại vì cái người đó cũng rất là thương, rồi cho gạo Út cũng hàng tháng hay gì đó ha Út. Này gầm lớn chứ, gạo đoạn. Dạ. Thì địa chỉ ở đây là ấp Cần Thới, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Thì bà con nếu mà ai có chung tay giúp đỡ được Số 7. phần nào thì có thể gọi điện thoại lên cái số màn hình trên màn hình nha cả nhà, để mình liên lạc, mình có thể mình giúp đỡ cô trong cái mùa Covid này nè. Thì thật sự là cô sống chỉ có một mình thôi, nhà cửa nè. Ồ, rất là tồi túng luôn cả nhà ơi, rất là chật hẹp luôn, 4 thước. không có cái gì mà đáng giá hết á cả nhà. 4 thước hả? Út giàu quá trời nè, 3 cái tivi luôn nè, đây một cái nè, rồi bên đây nữa nè, ba cái tivi mà la không tiền gì. Bán nhà trai được mà đi về bán nhà trai được Thì cái mái nhà ở trên này á có là cái một xài được nhà nước cũng cấp cho cô Út luôn á bà con. từ thiện cho. Của từ thiện hả? Ai vậy là của từ thiện chứ không phải của nhà nước. Này là từ thiện cắt cho này mình bao lâu rồi Út ha? 4 tháng 5 tháng rồi. 4 5 tháng rồi hả? Mới cách đây nè, bà bố bà xin tiền với thằng Quy Quy con chun đó, anh xin tiền cưa cây cắt thời thiện vô cắt. À, có như là hàng xóm có một cái người tốt bụng, người ta xin tiền hả, rồi cưa cây rồi làm cho Út luôn, thì cắt được là 4 tháng Bốn rồi. tháng Trước lúc đó là cái nhà mình nó sập xệ dữ lắm hả sao nó lũng mưa dột. Út? Sống một mình hoàn cảnh rất là đáng thương. Út bình thường ăn chay hay ăn mặn? Ăn chay, Ăn chay luôn hả? ăn tương Trời trời, hay dữ vậy. Út ăn chay được, ăn chay trường luôn, hay dữ vậy ta. trường Vậy là hàng ngày mình đi chợ mình ăn nước tương với tàu hũ được không hả? tương tàu hũ. Có khi nào mình đi ra đồng mình luộc rau, mình hái rau không? Rồi có hai dầu gì rau giờ được cái lòng đồ ăn luộc. Lâu lâu mình cũng đi hái ha. Còn nếu mà mình không đi thì mình cứ nấu cơm với nước tương hả? Mua xe đẩy đồ ăn. Đi mua xe đẩy ha. Con thủy bán nữa, Dạ. tập bán hàng ngày đó. Chúc con sẽ gửi cho Út một cái chút đỉnh để mình mua đồ ăn ha Út. Mua rau gắt đoạn ha. Dạ. Cảm ơn nhiều. Thì mình thì cũng lâu lâu á mình có vô đây á, mình gặp Út mà mình cũng có cho tiền Út hoài à. Nhưng mà lâu lâu mình mới vô một lần. Thì tại địa chỉ ở đây là ấp Cần Thới, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Tổ 7. Tổ 7 nữa. Mình có số điện thoại không Út? Nhớ số điện thoại mình không? Chắc không quá. Không. Không. Út bả già bả lẩm cẩm rồi, chung số điện thoại bả cũng không có nhớ luôn cả nhà ơi. Có điện thoại luôn kìa, rồi bỏ trong bọc nữa nè. Trời ơi dữ vậy ta. Ôi, điện thoại còn xài được không? Được. Biết biết điện, biết bấm gì không? Hả? Nè. Ủa, mới chát luôn nè. Ồ ôi, quá dữ. Ồ, quá xài kỹ dữ ha, bỏ vô bọc đồ ấy đâu rồi nè, có sim không? Có sim trong á. À, Bấm đi số điện thoại đi. có cái sim nữa nè. Thôi để đây rồi, rồi có gì con nữa con liên lạc ra sao, con sẽ lưu số điện thoại Út lại. Nếu mà có mạnh thường quân ủng hộ cũng như tiếp gạo cá lương thực cho Út á, thì con sẽ đến đây để mình chia sẻ những cái hoàn cảnh khó khăn trong cái mùa đại dịch này cả nhà ơi. Cảm ơn nhiều. Dạ.
Thì Út mà hồi trước thì con nghe nói là mình có một cái ông nào mà đến để mà hỏi cưới Út rồi có không? À, không có. Không có hả? À, già ai chịu nữa. Sao không chịu? Bây giờ như tỷ có người ta đến người ta rước bà về ở rồi chịu không? Già không chịu đâu. Không chịu hả? Già. Nói thật sự ra là Út từ ngày xưa tới giờ nói tới đàn ông là bà không bao giờ bà chịu luôn cả nhà. Già yếu rồi. Ai mà nói là tới đàn ông là bà không có chịu. Nói chung là bà cũng biết nói giỡn nói chơi. Nhưng mà nói một hồi thì bà cự luôn á. Bây giờ không có chịu già. Già năm nay bao nhiêu tuổi rồi già? 50 hay gì rồi. Trời ơi 50 nữa rồi. Út năm nay làm khoảng là hơn 60 rồi đó cả nhà. Con cọp bao nhiêu? Con cọp hả? Ừ. À, Út tuổi con cọp. Con cũng tuổi con cọp nữa nè. À, năm nay là 30, 36, 48, 52, 52, 12, 64 hả? Út năm nay là 64 tuổi rồi cả nhà. 64 tuổi hả? Ừ, 64, 65 gì nè. Trời ơi mà nó nói 50. Ông bắt bảy anh của Út là tuổi con gì? Tuổi con chó. À tuổi con chó ha. Lớn hơn mình mấy tuổi hả? Ừ. Ở này có ai cho mì cho bỗng gì không Út? Cho cái chục gói rồi mì bỏ trong cái thùng ăn đó. Trời có chục gói mì hả? À. Ừ. Với 5 cái gạo đếm thùng ăn. Vậy hả? Ừ. À bây giờ vợ có vô không? Dạ có. Rồi bây giờ mình mới ăn cơm xong hả? Mới ăn cơm xong chuẩn bị mình đi đi đâu? Có chuẩn bị đi đâu không hay là mình ở nhà mình ngủ hay là sao? Công việc hàng ngày của Út á. Ở nhà coi tôi quy đâu có dám ra đường sợ tao phạt. Ờ sợ phạt hả? Ừ. Tao phạt một cái là mấy triệu đó và có tiền đóng không? Ừ mấy chi. Mấy triệu bạc á. Ờ. Phạt mấy triệu luôn ha. Ừ, phạt mấy triệu bạc đó chứ ít sao trời. Ờ mình xài bằng cái bếp nấu của mình ở đâu? Bếp nồi cơm điện đó. Đâu? Coi để nó nấu ăn là ở đâu Út? Gym đây nè. Không rồi nè, nấu gì? Không có mà kho hay là gì hết trơn hả? Ừ. Trời ơi. Quanh năm gì nấu cái nồi này không gì hả? Ừ. Cha mẹ ơi. Rồi đổi để vô nồi cơm này hấp gì không? Không biết nấu chiên xào chân hả? Út. Không có bếp ga. Trời ơi không có bếp ga mà có bếp ga rồi Út biết nấu biết chiên gì không? Ừ? Biết chiên biết nấu gì không? Biết. Biết luôn hả? Ừ. Hàng chi nãy giờ mình vô trong cái căn phòng này á, mình thấy không có cái bếp ga nè, không có cái bếp nào mà để nấu ăn hết á cả nhà. Đây là cái bàn để mấy cái nồi mà cái nồi này nó trời ơi cặp chuột gì nè. Ôi cũ rồi. Quá lâu rồi. Nồi này chắc cả mấy tháng nay rồi nè. Cả mấy năm nay chưa nấu. Mấy năm nay rồi đó. Chỉ có một cái nồi cơm duy nhất để nấu ăn. Trời ơi. Đây thôi thì đến thăm cô Út ở đến nay thì con cũng chia sẻ cho bà con mình xem cũng như biết về cái hoàn cảnh của cô Út trong cái mùa Covid này. Thì cũng kính mong tất cả các mạnh thường quân nếu có ai thấy cái hoàn cảnh này khó khăn đặc biệt thì để giúp đỡ cho cô Út thì liên hệ cái số điện thoại ở trên màn hình hoặc là cái số tài khoản thì mình sẽ để ở dưới phần comment cho tất cả cô chú anh chị em mình nha. Thì những người nào mà có thiện chí đó cũng như có những tấm lòng từ bi để mình cứu để giúp đỡ cho bà con mình trong cái mùa Covid này. Để hôm qua cái thăm lại cái
Ủa cái mùng út đâu? Mùng nào? Mùng đây nè. À mùng này đó hả? Dắt lên rồi. Còn cái mùng ở đây mình giăng đây làm gì? Gà ngủ. Trời ơi. Mùng cho gà ngủ hả? Ừ. Trời ơi. Nuôi gà ở trong nhà luôn hả? Ừ. Tối đem lên. Đem thôi chuột nó ăn. Cha mẹ ơi gọi gì nữa, nó ỉa vô đây rồi sao chịu nổi út. Rửa. Trời ơi. Ỉa vô đây rồi rửa hả? Ừ. Trời ơi. Nè, ở không mà mình thấy cái bàn thờ đây là thấy út mà bà cúng á, bà cúng mà bà không có để đũa gì hết trơn nè. Trời. Có đốt nhang không? Cúng có đốt nhang không? Hình như là không có thấy nhang luôn, không thấy một cây nhang nào hết trơn, lấy gì đốt? Không có cây nhang nào hết trơn hả? Ừ. Trời ơi. Bầu bí này, này út ăn chay hả? Rồi hồi sáng giờ út ăn gì út nói nghe coi. Đây rau thất ăn với cơm. Cơm với rau cơm thất hả? Ừ. Rồi chấm nước tương không? Tương ăn. Chấm nước tương ăn hả? Ừ. Vậy là ăn rồi qua ngày rồi. Ừ, qua ngày rồi. Rồi mai mốt con kiếm mà ông nào vô rước bà đi về nghe. Chịu không? Không. Không chịu hả? À. Rồi. Đó. Thì thôi thì video cũng đã dài thì mình xin kết thúc video ở đây. Thì cả nhà nếu thấy hay thì hãy like, hãy đăng ký kênh cũng như chia sẻ để ủng hộ tinh thần anh nhé, cũng như có động lực để mình quay những cái video tiếp theo tặng đến cho cô chú anh chị xem giải trí trong cái mùa dịch này. Rồi. Xin chào cả nhà nghe Út. Chào. Rồi cảm ơn Út nhiều nha.